điện gì này nhá. Chào mừng quý vị và các bạn đến với những diễn biến chính đầu tiên trong trận giao hữu trước giải Tứ Hùng ngày 25 tháng 7 giữa hai đội Real Toma FC và BNB FC. Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. BNB FC là một trong những khách mời của giải đấu Tứ Hùng ngày 25 tháng 6. Đây là một trận giao hữu trước mùa giải. Chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của hai đội trong trận đấu giao hữu ngày hôm nay. Bên phía chủ nhà Real Toma FC, thủ môn Minh Tân, hậu vệ cánh Huy Béo, Đình Kính, trung vệ Thòng Đình Đạt. Giữa sân là cặp đôi Nê Huy và Cường Đô Lạ. Thủ lĩnh hàng công của Real Toma FC là Hiền Đần. Ra quân với trang phục áo vàng quần vàng tất xanh là cầu thủ BNB FC. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra đang rất sôi nổi. Bóng là trong sân thủ 25 rất thoáng, không được, và bút chì rất nhanh của cầu thủ số 25, rất tiếc bóng không đi trúng cục môn. Cố gắng đi, giảm thời gian bóng chết em ơi. Thời gian thi đấu sẽ diễn mỗi hiệp sẽ diễn ra trong 15 phút. Hai đội sẽ thực hiện quyền thay đổi người và đá luôn không có nghỉ. Rất nhịp nhàng. Thời tiết trên sân đang rất lý tưởng, nắng đẹp. Nếu Huy rất đắt léo. Không được rồi. Phải có đến 3 cầu thủ của BNB FC đã theo kèm Lê Huy trong tình huống vừa. Phá đá phản nhanh. Rất nguy hiểm, rất đáng tiếc Cường Đô La đã dứt điểm vượt sáng ngang. Đây là một miếng đánh sở trường các cầu thủ Real Toma. Những pha trộm trứng gà rất nhanh. Và trồng biên rất hay. Đình Long. Không được rồi. Bóng vẫn đang chân của đội trưởng Đình Long. Lê Huy đã cắt được bóng. Anh thực hiện pha sổ hàng rất kỹ thuật. Lê Huy. Rất kỹ thuật. Bóng vẫn trong sân của Lê Huy và lật cánh dành cho Đình Kính. Hiền Đơn. Không có một pha căng ngang tình huống bóng vừa rồi. Hiện tại nhiệt độ trên sân vẫn đang rất lớn. Hiện tại đang là 5 giờ 30 phút rồi nhưng mà nắng vẫn chưa dịu lại. Pha đảo cánh rất hay của Huy Béo. Pha chuyển như đặt vào chân của Hiền Đơn. Không được rồi. Cầu đô nào. Hiền Đơn. Rất hay. Một pha bàn bật như đã tập. Một bài đánh đã được rèn luyện rất lâu. Bóng được nhồi xuống đáy cho Hiền Đần hút và nhả lại. Và nhiệm vụ của Lê Huy rất đơn giản, đó là đệm lòng bóng hôn trống. 1-0 cho Real Toma. Theo quan sát của chúng tôi thì BNB FC cũng có lượng cộng tác viên rất đông đảo, các phóng viên tác nghiệp trên sân với những dàn BNB FC là tiền thân của bất động sản Hinode FC, cũng là một trong những đối tác thường xuyên của Real Toma FC trong những mùa giải 2020. Bóng đã đi hết đường biên ngang. BNB FC thực hiện quyền đá ở một quyền đá phạt biên. Trọng tài đã cho trận đấu tiếp tục và phát bóng anh nên cho rất nguy hiểm. Hiện tại nắng vẫn chưa tắt nên độ chói là khá lớn, rất vất vả cho thủ môn Minh Tân trong tình huống vừa rồi. Anh đã không nhìn rõ trái bóng, đường đi của trái bóng rất khó chịu. Các cầu thủ BNB FC thực hiện pha đá phạt góc, nhưng chiếc bóng là Thành Long. Không được rồi, Lê Huy đã có mặt xử lý kịp thời trong tình huống bóng rồi. Tiếp tục một pha phạt góc. Hiện tại đang là phút thứ 5 của trận đấu, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Real Toma FC. Rất nguy hiểm.
Thế Huy rất khéo léo, chân trái không là và xoay sở rất nhanh và một pha ra chân rất nhanh bằng chân trái, rất tiếc bóng không đi tìm chúng mục tiêu. Các cầu thủ BNBFC đang trong trận đấu ngày hôm nay, chúng ta cùng chứng kiến sự trở lại của đôi cánh thiên thần Đình Kính. Anh đã có 2 tháng nghỉ dịch, rất nguy hiểm, không vào. Trời vẫn đang nắng rất to, các cầu thủ có vẻ như đang xuống sức rất nhanh và rất nghệ sĩ của Hiền Đần. Còn Nôn ạ, Chí Đạt và để bật bóng rất đáng tiếc của Chí Đạt, rất nguy hiểm, không được rồi. Anh đã rất có mặt kịp thời để sửa sai trong tình huống bóng vừa rồi. Đình Kính, Chí Đạt và phật bóng lên. Hiền Long, bóng nó trong chân của các cầu thủ BNBFC. Rất nhịp nhàng. Đình Kính, Đình Kính đã cắt được bóng. Tiếp tục cầu Nola, rất kỹ thuật. Thế Huy, anh sẽ làm gì đây? Xuất xa, rất quy được. Hoan hô thủ môn của BNBFC. Thủ môn của BNBFC đã xuất sắc trong tình huống cản phá bóng vừa rồi. Cú sút của Lê Huy là rất quy lực. Chúng ta nên dè chừng những pha kéo trái của Lê Huy. Cầu thủ này sở hữu một cái chân trái rất ngoan. Một pha phạt góc cho các thủ Real Tomamase đứng trước bóng là Lê Huy. Đá biên cho các cầu thủ BNBFC. Navy đã rất có mặt kịp thời để giành huy trong tình huống bóng vừa rồi. Sau khi có bàn thắng thì nhịp độ của trận đấu đã được các cầu thủ FC Real Tomama chủ động giảm nhịp trận đấu. Đình Đạt rất kỹ thuật và tranh chấp rất quyết liệt giữa cầu thủ 22 và Lê Huy. Giữa sân đang trở nên rất nóng. Rất kỹ thuật Lê Huy, bóng vẫn trong chân của Lê Huy. Rất khó để có thể lấy bóng trong chân của Cường Đô Lạ. Mất bóng rồi, rất nguy hiểm, 3-1. Làm gì đây? Dường như đã chậm rồi. Những pha lưỡng lự bóng như vừa rồi là đá bóng để tuột mất cơ hội chỉ trong phút giây thôi. Rất đáng tiếc cho cầu thủ. Pha phản công rất sắc nét của BNBFC. Rất tiếc những pha xử lý cuối cùng thì lại quá cầu toàn. Hoàn hồn Đình Kính, Hiền Đân ra chân không? Không được rồi. Đã không có một đồng đội nào lên hỗ trợ Hiền Đân trong pha bóng vừa rồi. Điền biên tổ chức phản công. Không được, hoàn hồn Chí Đạt. Với việc mùa hè năm 2021 bầu hiệp không đưa về một tiền đạo nào mới thì Hiền Đần được trao niềm tin rất lớn trong mùa giải năm nay. Anh vẫn là một trong những tiền đạo chủ lực của Real Tomama FC trong mùa giải này.
bóng vẫn còn trong sân, rất kỹ thuật. Chúng ta có thể pha chè chắn rất kinh nghiệm của Đình Kĩnh. Vẫn chưa tiếng còi, trận đấu vẫn được tiếp tục. Không vào. Hoan hô Minh Tân. Góc rồi, góc rồi anh ạ. Góc rồi anh ạ. Đập cột để lên em ơi. Cột tay, nhanh nào. Thì NMC thực hiện quyền sự thay đổi người. Số 4 ra sân và số 14 vào sân. Các cầu thủ BNBSC sở hữu thân hình không được lý tưởng nhưng mà tốc độ rất nhanh. Những pha phản công của họ rất sắc nét, rất nguy hiểm. Yêu cầu tổ trọng tài dẹp cầu thủ Kevin Sơn ra khỏi sân nhá. Rồi rút thẻ vàng. Đình Đạt. Đánh đầu. Bóng giải nguy trước phòng ngôn của Minh Tân. Sự ảnh hưởng của Lăng Long đã khiến thể lực của các thủ được bị bào mòn rất nhanh. Rất kỹ thuật, bóng vẫn còn trong sân. Biên cho cầu thủ Dean Thomas. Rất kỹ thuật, pha đặt đảo cánh như đặt vào chân của Huy Béo. Bóng trong sân của Lê Huy, vẫn là kèo trái. Tôi đã cảnh báo rồi, kèo trái của Lê Huy rất ngon. Anh sở hữu một cái chân trái rất ngoan và đầy uy lực. Cường Đôn ạ. Tiếp tục một pha dồn đúng đáy cho Hiền Đân. Hiền Đân không được. Rất đáng tiếc, Hiền Đần đã có pha xử lý ở mức IQ 200. Rất tiếc bóng đã không đi đúng vào khung thành. Rất kỹ thuật, cầu thủ vừa vào sân anh rất khỏe. Vẫn là số 14. Rất thoan hay, Hoàng Hồ Minh Tân. Pha chọc khe đặt đồng đội vào vị trí cực kỳ thuận lợi của số 14. Rất tiếc là pha dứt điểm cuối cùng đã không thành công. Và một sự hao tổn bình lực đến với lại Cường Đô La. Cường Đô La đã gặp một chấn thương. Gần như chấn thương cũ của Cường Đô La đã tái phát. Rất đáng tiếc. Tiếp tục Lê Huy. Hai chân như một. Hoan hô Lê Huy. Không vào. Pha sút bồi của Huy Béo. Đây đây em. Đây này. Ngoài này. Bao cực. Em đăng ký rồi, ai thu hồi tin nhắn của em lại. Nói là thu được hồi tin nhắn. Số 6, Hùng Miku vào thay cho Cường Đô La. Hùng Miku sẽ vị trí giữa sân, rất kỹ thuật. Hùng Miku trong cánh cho Lê Huy. Không được rồi. Phút thứ 15 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Real Thomas. Rất đáng hoan hô. Dường như đó là pha bóng giật mình của Hùng Bích Cụ. Áp sát rất nhanh. Bởi vì áp sát rất nhanh trong tình huống rồi, phản công cho cầu thủ biên NBC. Hôm qua được Huy Béo. Huy Béo. Bóng vẫn còn trong sân. Tiếp tục một pha treo bóng vào trọng. Vâng được rồi, Huy Đạt. Pha chuyền, pha phối hợp với lại ông Bích Cù giữa sân. Rất khỏe, rất kỹ thuật. Cầu thủ 14
chuyển cái đầu đi là được rồi. Có thể các bạn vẫn chưa biết là mối quan hệ của Đình Kính và Hiền Đần vẫn rất thắm thiết từ năm 2018. Dường như nắng đã tắt, rất nguy hiểm. Chí Đạt, không được rồi. Tiếp tục. Rất đáng tiếc. Thôi hết hiệp luôn đi anh em. Không muốn cho mày anh dẫn đi một nhịp nữa là làm em không chân lùi. Anh Hồng né anh Hồng ơi. Anh Hồng. Tài mà. Không tài phải ném mới quay à? Vô màn hình toàn quay màn hình thấy anh không? Thu chốt rồi, biết lâu đã giữa này chẳng thế. Chưa thay nghiệp này. Thôi đỉnh thờ anh. Bây giờ nó mới chảy vào đá sáng lâu cơ nó từ lúc lâu rồi. Nhiều quá nó hay thế nhỉ? Hay thế nhỉ? Ngọc như ca ngạo. Bên vàng, bên vàng, bên vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghỉ một tháng, đằng này cứ được cần để điểm danh, cần điểm danh. Nhưng mà anh nghĩ đi, anh đỡ được nào đỡ chứ. Ngoài nước mua sẵn quả cái nấu nữa nè. Anh còn lấy đồ rồi. Loại cái không nhìn gì nữa. Đã về. Chú đã anh đi khác hơn. Một. Bạn em. Sao được 3 tháng. Anh sang lâu rồi. Chà, đây sang hơn 5 tiếng 1 quá. Tiếng hai tiếng người không được vô nữa ha. Quay. Quay anh đi đá nha. Chiêu. Quay đi. Tản ra. Quyết ra vào. Mẹ đi. Mình mới có bóng. Ôi và đang chút đằng sau. Ui, chút đùng lắm. Còn trước đi về đi làm đâu đi như ba đẻ chân nó sao rồi chạy muốn nhưng mà em đã bảo rồi chân ấy chặt đi xong anh cho muốn học chân mới thôi. Lâu nữa đi. Thành người rồi, tuyến 2 chết người vào rồi. Bỏ bỏ đi. Đâu ra, Hoài Ân thay người. Chạy khỏe lắm.
hai đâu chút nó đau thế đó 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 anh Hoài Ân chúc tụi giam man à. Thấy nói đến thế không biết có đúng không, thấy nó bảo là lần kia hai phát. Hai mẹ mình may mà mình có công phu mình bay mà tránh cả hai luôn. Nói gì? Đánh người ta xong đi về. Đừng có nói gì cả. Mày nói là người ta ghét. Cứ đi về đánh xong. 12 thằng đứng ngoài sân nó nói nhiều đấy chứ. Mày em mặc áo xanh không? Có mang áo xanh không? Không. Không nó làm gì đánh được mình thế nào? Thế tôi mặc với A. Sao đầu của bạn thôi chứ. Toàn thế. Sao mình đánh nhau ta bạn. Anh còn chưa đá này. 12 anh. Áo cái đó anh có cao một chân. Xanh đi tỏa mẹ. Anh cũng cao. Anh còn không áo màu đỏ đâu mà. Thôi ơi. Thôi một đội xanh một đội đỏ. Thôi anh hiểu đã đội xanh đây. Cho anh hiểu đã đội xanh đây. Thành 3 đội cũng được, sao đâu. Thoải mái. 1 2 3 4. Hay quá nhỉ. 1. Chuẩn bị cho một đội xanh vào. Áo trắng là phải tiền đạo. Em mặc áo này không? Áo trắng là phải tiền đạo. Mặc áo biết cũng được mà, em mặc áo biết mà. Áo biết xanh, Tuấn nó chưa đến, nó chưa mang.
chuyến hai chiếc người mà lại bảo bắt được, trắng được mình cũng trắng được sao đâu anh, trắng được ấy thằng. Thêm một hai người áo xanh nữa để anh lấy cho. Xanh của anh có 2, 4 này, cũng là 5 này, thêm 2 người nữa vào. Thòng á. Ừ, cho em áo xanh với thêm một người nữa. Mày khôn thế. Mày hỏi là thòng ngay. Khôn thế. Mà nói thì tính giá được sống được. Chiêu. Nó cắn cho này. Em bắt cồn quá thì giá đến nơi. Thế mà áo xanh nào sao hết giờ rồi, cho thêm một hàng kính hiện hàng nào đã dỡ không, đã dỡ không phút nữa lên ra sáng được, đã sáng cũng được thì chưa được rồi, vào cầm tập cảnh báo lên huy báo cho huy để cho nó nghỉ, huy báo đem đá cũng được, không có biết à, à biết, à biết không nào cả, mượn thêm một cái áo, thêm một thằng thòng nữa. Đá đây còn 1 phút 2 phút nữa hết giờ là đây, nốt đường bóng hết giờ nhá. Thôi hết giờ luôn đi anh. Hết bóng hết giờ. Chết đi áp. Số B nhỉ. Hết giờ bạn ơi. Góc tí nữa trận sau. Thì trận sau. Trận sau đã tiếp cho góc. Bạn chơi mình xin lại cái áo này vặn bạc hơi nặng. Áo nhìn đợt nào. Ôi giờ vô luôn hả mẹ. Số áo quan trọng phải cần 3 bạn luôn nghe nó trước. Thì bạn này. Đã lấy đủ chưa, 2, 4, 6, 7 người là đủ rồi, thủ môn vẫn bắt thôi, một thủ môn bắt 2 đội. Anh nhìn năng này, anh thứ hàng mày có hóm thằng gì không? Thằng gì mà em muốn chưa ra được điểm, hay chạy em. Đi cái chóp đội mình nha. Thế hay truyền cho đội bạn. 4 5 sao anh 6 4 4 tôi chưa hiểu nhau thôi. Để đỡ được đỡ bóng chạy đi ra đá đâu. Điên chói vào bên chân bóng ấy, nhìn thấy chân này nó phải đánh chân khoảng tầm 5 giây nó mới sút được chứ. Chỉ 5 giây mới sút được. Chết quá đàn đùi nha. Cộng yếu vãi mà chạy ra này. Đây đủ một đội mà anh. Ôi được ấy. Ô. Là hình như Thanh mua đúng không? Táo này không giòn mới cả thiếu không có một canh. Táo làm sao mua táo to thì táo bé quá. Rửa chưa? Ăn đi, ngon anh không ăn đi, không ăn. Thanh ơi, anh mua này đây. Táo thôi. Ăn đi. Bác sao muốn cho nó đỏ. Cái tập bài. Còn một người nữa. Cầm tập bài. Đấu má một trận đấu được nguy vừa nãy nó mà tìm anh mấy quả cái bên này có phải điểm không? Đồ anh. Đồ anh. Rồi. 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 Chưa chị ạ, vẫn thiếu một quả nữa. Em thấy một quả mà hiền ăn thì em ăn được thôi. Vẫn thủng một quả thôi. Anh biết rồi. Mày đưa bác này, em biết rồi. Mà.
Cái nhà ăn là quyết ăn rất đấy. Nhiều đâu nhỉ? Thế về cái này. Cắt luôn. Này anh ra anh bảo tôi. Ủa, em giả chỗ canh này thế này lại mà tôi còn có táo ăn. Đánh đánh ra đánh xa xa ra thôi. Di chuyển nào. Anh ơi. Anh người lấy anh ăn về à? Không phải anh. Ăn ăn để. Anh ngồi quá. Ngồi chỗ kêu túi rác ấy. Phạm lỗi anh ơi, phạm lỗi. Cảm ơn. Cảm thấy một căn. Tông đây em đỡ. Mày bán không số ấy. Cha mình đang đứng yếu thanh niên này yếu đuối đang bị động. Anh ơi. Trời ơi. Không ơi. Cái.
Anh Hiệp là cân bằng cho hai team ấy. Cân bằng cho hai team. Team mình mạnh quá phải cân bằng. À đây là anh. Anh nhiều đánh đờ mà đánh mà không nhìn, thủ môn của nó đứng mà mặt đây nè, thủ môn của nó không nhìn nữa, nó đứng ngồi đầu nghe. Tiền đạo đổi đổi thòng rồi, tiền đạo mới đã thòng thòng rồi. Lặng lắm về về. Hai người, hai người kia. Sạch cho đổ lá luôn. Không.
nhau được quá nào. Sao anh sao lại không có bạn truyền? Sao nghĩ là bạn truyền được? Tôi định chạy ra đó. Đây tay này, đúng là chỗ rồi. Anh ơi, 4 phút nữa. 4 phút nữa. Về đây quay quay một tí. Ngồi xuống anh ơi. Chị ơi, em xin quả chị ơi. À, lấy cho anh cả. Chị ơi, xin quả nào chứ. Em ăn cái gì.
xong đây mới tiêm. À, tiêm năm lần. Tiêm cờ chứ mấy tiếng ngồi nhưng mà thực tế là hàng năm lâu quá. Chuẩn bị rồi. Chán quá. Ăn này, ăn này. Ừ. Anh Tuấn Anh ơi, lùi ra em tí. Chấm ngoan nhỉ. Không biết ai phát. Bốn tận đốn. Tiêm không bác sĩ bảo không được thể thao ấy, cô chức để cái mặt xem ấy. Đi về anh vẫn đi mà kiểu đi về hôm qua anh xem trên mạng ấy, nó đéo có bảo gì về luyện tập thể thao không được với cả không phải mà là ý lúc tiêm xong ấy covid nó mà nó chưa quen người nó yếu đi ừ, mà gặp mà kháng thể. Anh hùng bực mình ấy, nhìn thấy anh hùng bực mình ấy. Ôi anh ơi, anh ơi, anh Tân ơi, anh Tân ngồi xuống, ngồi xuống. Đội mình thắng bao nhiêu rồi? Hôm nay cảm giác đá bóng dứt cực nhé. Bóng dứt chân cảm giác nó dính dính. Ơi anh Cường chơi đá. Anh mày à. Đi chậu mày ơi. 15 đi dính. Anh đấy chịu. Nó không cay bằng cào đá đá dí ở cùi lon em đùi lon thằng này nhám với anh nước phải chết rồi chưa biết đâu phải chết hai kèo nước đi ngồi xuống nào chúng anh ơi. Lừa đấy, lừa. Mày ngồi xuống áo mấy anh này. Cầm bỏ cái áo ra chung anh ơi. Chung anh. Bỏ áo, bỏ hai áo ra. Chung anh. Lộ nó thấy lên trên trà lên. Anh mới lên đấy, em mua cho anh 10 chai nước. 10 chai nước. Cho nên nó tròn ra.
Anh kim cao lên cho hai người học về. Đúng được. Vào luôn được anh này. Một kim cao lên, cao lên cho hai người học về. Sao về, sao về. Đấy. Đấy. Chạm chân rồi, đá chân rồi. Rồi rồi, quay rồi, quay rồi, quay rồi. Quay bé quay nữa. Bao nhiêu phút nhỉ anh nhỉ? Anh Ngọc ơi, hiệp bao nhiêu phút đi nhỉ? Anh đá gì đây? Phát lên ra sân nhá. Mũi giày nó bị mòn rồi. Chưa ngoài hết, anh Duy đừng chuyền cho em. Úi giời. Long ơi, Long, quay lại tao luôn 5 phút cái. Ui, chi thật quá. Mày lốt tao không? Mày 5 phút rồi. Anh Ngọc ơi. Một người.
nhưng mà nói chung là nhưng mà 15 phút rồi. Ừ. Sân này sân khô quá nhỉ, sân khô đá nó cứ lập bập bập. Úi giời, có cơ hội cả chục cơ hội thì không ghi. Rồi đợi mới vào đi, đi vào luôn đi. Đi. Không phải em đặt trước 3 tháng rồi. Đúng không?
Đâu hôm nay mà. Hôm nay đâu 9 giờ. Hôm nay đến 7 giờ, 19 giờ tuần sau. Sát cho anh em đặt trước. Từ sau mưa đang quay rồi. Sân khổ quá. Có cái em tình chung mà. Quý tá tiền đạo là cái này. Đạo chui về xong ấy. Thủ xong rồi thở. Thủ xong rồi thở. Thủ xong rồi thở. Phương ơi, ra cánh đi em, chúng anh vào giữa đi. Đá thỏng thay Phương ơi, Phương ra cánh đi Dương em. Phải bán được bóng chứ. Anh Thành Dương anh mà bán bóng được gì. Đó đây tập huấn mà. Quay quay quay. Tốt. Thoải mái nào?
Trời ơi. Kêu. Hay quá. Mắt nhìn tay vẫn lia. Được đấy. Tới số 6 là thôi. Điên này. Đó, mới có 8 phút rồi. Tính rồi. 8 phút rồi. Hô lên mà bắt người. Quay bấm giờ thì nhanh nhanh nó được vào đấy. Mình chơi đàng hoàng. Luôn. Khó đứng lùi anh. Này. Chúng rồi. Đâu, thế hình nào mà cũng chết. Cái máy Khôn nè. Hôm nay nhìn thằng Trung Anh nó có yếu đuối thế nào ấy nhỉ? Rồi, mỗi lần mạnh mẽ lắm thôi. Trời ơi. Quay cho mặt rồi.
Tí nào ai quay. Mày ơi. Trung Anh đá gì nhỉ? Trung Anh đá sao đây? Long vào đây thôi. Trung Anh cần thay anh nhập đây. 3 phút. Nó mệt rồi. Nó muốn thay rồi. Đá thì lấy giờ cái tần đấy. Mấy phút anh. Nên vừa bấm cái thay rồi. Cô tay. Chú anh ơi. Anh số 7 ấy, ngồi xuống em tí anh số 7 ấy. Anh còn nắng ấy à, có mắt nắng hay sao? 3 phút làm lên lịch sử. Anh nhìn anh em đi đá, em đá hay gì vậy? Hả đâu? Lấy em. Anh nhập ngồi xuống anh nhập ơi. Là tiền đạo Long ấy. Long rồi xuống Long ơi. Là cái là mồi nhử thôi. Ấy. Đây là mồi nhử thôi. Anh Phong cũng cho được bạn thôi. Lại. Để lại. Không. Chạy về đây. Ai phút nữa. Duy chân chứ mùi đá không? Đi là thích chú ấy nhỉ. Trời ơi, hay như thế rồi. Thôi. Mày đã 3 trận liền à? Mày mới thay trận trước nữa. Mày không chuyển anh còn nào không phải. Mày đứng không được. Hiệp đá lúc nào vậy? Được. Ôi, em không có bóng luôn. Trận trước là mày mới thay vào. Kế đá với tao. Trận này đổi luôn. Cô đắt là hô vào. Cũng như mày sẽ chơi lên đài. Thế mày cũng cười với tao. Thì mày không đưa ha. Cánh này. Bên này. Có Huy này, còn Duy này. Ngồi xuống là hai anh giai ơi. Anh Hiệp ơi. Anh Hiệp. Trời ơi. Hậu vệ ẩu ta. Cái đó là tính chứa lòng đấy. Hậu vệ xóa lên, không chắc bóng thì xóa. Đạp lòng. Hết giờ rồi. Anh Trường ơi, không có em đối tác này. Cái quả một chạm đập đúng vai nó chứ. Đập đúng vai thủ môn bên kia. Anh ăn không?
không thì nói, sau không thì nói. Anh nào còn ai bảo gì bạn? Nó chạy hơi sâu. Vừa chạy vừa suy. Nó hiểu đâu, ngồi đâu thấy mùi rắm sợ. Nó hiểu kiểu gì? Em nó thân vào mặt thân. Như mùi mắm tôm vậy. Chút nào ranh đường chịu luôn. Quái mà vào thì đúng là bàn thắng vàng rồi đấy. Chán. Nhìn đi. Nghỉ đi em ơi. Ăn muối vào ông ơi. Hiệp thay người quái không đi bàn thay người đấy. Anh Trường có bóng mà anh Hiếu đang chạy chỗ. Bạn kia bạn. Nó đá như thế. Thì anh Trường đang ở ngoài cứ bảo nó cứ phanh phanh phanh. Anh bảo nó nhìn nó sợ. Anh bảo nhìn em cứ chạy sợ. Người ta chỉ may mắn chưa đến là chưa bàn thắng anh ạ. Anh Sơn chưa chuyển quả đúng là như kiểu như Marcelo ấy nhỉ. Em nhìn giống Sevan El Selafi El Selawi. Không biết ai ấp tầm 21 tự nhiên thấy em bơ luôn. Không nói chuyện được với người giàu ấy. Có nói chuyện phải quê toàn những người khác. Mấy mảnh đây nhà 2, 3, 4 mảnh. Cái quê nhà mấy mảnh. Nhưng mà nhà mặt phố thì chất lượng. Nhà này vào giữa nhiều lên, dạt ra ngoài nhiều quá. Yep. Ôi anh Hiệp đá đâu á? Hiệp đá đâu? À kiểu không, từ lấy chưa thấy, chưa thấy chẳng. Anh Hiệp đang đi đóng bộ phim mất tích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay 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 chỗ nào anh ơi? Đúng rồi. Trúng bóng. Gãy chân người ta đang ở đà trúng bóng.